người biết đủ là người giàu có nhất lời phật dạy đáng suy ngẫm chào mừng các bạn đã đến với kênh phật tâm tĩnh lặng nơi chia sẻ những lời dạy quý báu của đức phật và những bài học sâu sắc trong cuộc sống trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá triết lý người biết đủ là người giàu có nhất một lời dạy đơn giản nhưng mang sức mạnh lớn lao giúp chúng ta tìm thấy hạnh phúc và sự bình an thực sự hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm về cách mà sự biết đủ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có mà từ cách ta cảm nhận và trân trọng chúng lời dạy của đức phật người biết đủ là người giàu có nhất là một triết lý sống sâu sắc mang lại sự bình an và hài lòng trong cuộc sống nhưng làm sao để hiểu rõ và áp dụng điều này giữa một thế giới đầy áp lực tham vọng và sự so sánh không ngừng nghỉ ý nghĩa của sự biết đủ biết đủ không phải là sự tự giới hạn bản thân hay không cố gắng trong cuộc sống nó có nghĩa là chúng ta hiểu rõ giá trị của những gì mình đang có cảm thấy trọn vẹn và không bị cuốn vào cơn lốc của tham vọng vô độ. Khi chúng ta không còn bị ám ảnh bởi việc phải đạt được nhiều hơn, tốt hơn thì tâm hồn sẽ trở nên thanh thản, yên bình. Người biết đủ là người không để sự mong cầu kiểm soát cuộc sống của mình, mà thay vào đó, biết dừng lại, biết trân trọng hiện tại. Tại sao biết đủ là giàu có? Chúng ta thường nghĩ rằng giàu có chỉ là việc sở hữu nhiều của cải vật chất, tiền bạc, tài sản, danh tiếng, nhưng thật ra Giàu có không nằm ở số lượng mà ta có, mà nằm ở tâm hồn và cảm giác hạnh phúc từ những gì ta đang nắm giữ. Người biết đủ là người có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, không lo lắng về những gì họ thiếu, mà thay vào đó, biết ơn những gì họ có. Đó là sự giàu có về tinh thần, về tâm hồn thứ mà không một lượng tài sản nào có thể mua được. Một người có thể có rất nhiều tiền, nhưng nếu họ luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn muốn nhiều hơn thì họ mãi mãi sống trong sự nghèo nàn về cảm xúc ngược lại một người có ít nhưng biết đủ họ cảm thấy bình yên và hạnh phúc mỗi ngày họ mới thực sự là người giàu có những lợi ích của việc sống biết đủ sự bình an trong tâm hồn khi ta biết đủ ta không còn chạy theo những điều xa vời không bị căng thẳng bởi những mục tiêu vô nghĩa sự hài lòng với hiện tại mang đến sự bình yên trong tâm hồn giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn loại bỏ sự so sánh và ganh tị trong thế giới hiện đại chúng ta thường bị cuốn vào việc so sánh mình với người khác họ có nhà đẹp hơn xe xịn hơn công việc tốt hơn tuy nhiên sự so sánh chỉ mang lại cảm giác thiếu thốn và tự ti khi biết đủ ta thoát khỏi sự ganh đua này thay vào đó là niềm vui với những gì mình đang có giúp duy trì các mối quan hệ tốt đẹp một người biết đủ sẽ không để lòng tham làm hủy hoại các mối quan hệ họ không ganh tị với thành công của người khác thay vào đó họ vui mừng và trân trọng những điều tốt đẹp đến với mình và mọi người xung quanh tăng cường sức khỏe và hạnh phúc sự lo lắng và căng thẳng từ việc không biết đủ không chỉ làm mệt mỏi tâm hồn mà còn gây hại cho sức khỏe người biết đủ sẽ ít lo lắng hơn sống vui vẻ hơn và có một tinh thần lạc quan giúp họ duy trì sức khỏe và hạnh phúc lâu dài làm sao để học cách biết đủ một thực hành lòng biết ơn để biết đủ điều quan trọng là thực hành lòng biết ơn mỗi ngày Hãy dành thời gian suy ngẫm về những gì bạn có từ sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc đến những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Khi bạn biết ơn, tâm hồn bạn sẽ tự động cảm thấy đủ đầy và giàu có hơn. 2. Nhận ra rằng mọi thứ đều vô thường, cuộc sống là vô thường, không có gì là mãi mãi, của cải, vật chất chỉ là tạm thời. Hiểu điều này sẽ giúp ta buông bỏ sự mong cầu và tận hưởng hiện tại, biết đủ với những gì đang có. 3. Tránh xa sự so sánh, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác. Mỗi người có một cuộc hành trình riêng, không ai giống ai. Việc so sánh chỉ làm tăng thêm áp lực và cảm giác thiếu thốn. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và sống đúng với giá trị của mình. 4. Học cách chia sẻ. Biết chia sẻ là cách tốt nhất để cảm thấy giàu có. Khi ta cho đi, không chỉ là của cải vật chất mà còn là tình yêu, sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn ta sẽ cảm nhận được niềm vui và sự giàu có trong tâm hồn. Kết luận, người biết đủ là người giàu có nhất không chỉ là một triết lý sống mà còn là một cách tiếp cận hạnh phúc và bình an. Khi chúng ta biết trân trọng và hài lòng với những gì mình có, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu, mà là ta cảm thấy đủ với những gì mình đang có. Sự giàu có thực sự không nằm ở vật chất mà nằm ở tâm hồn an lạc trong việc biết đủ và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống hãy bắt đầu học cách biết đủ từ những điều nhỏ bé nhất và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không chỉ trở nên giàu có mà còn đầy ắp niềm vui và ý nghĩa hơn bao giờ hết cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại cho bạn sự bình an và hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị của sự biết đủ trong cuộc sống nếu bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên nhấn thích chia sẻ và đăng ký kênh phật tâm tĩnh lặng để tiếp tục đón nhận những bài học ý nghĩa từ đức phật hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo